Hơn 9 giờ ngày 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 5 vẫn đang phong tỏa điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê khiến hai người tử vong. Trước đó khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lửa bùng cháy ở nhà dân kết hợp cho thuê tại đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Phòng BC07 đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 5 với 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Đến 7 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể chưa rõ danh tính. Vụ việc khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi.